Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Rất vui mừng khi gặp lại quý vị các bạn trong cái video lần này. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này. Em test qua một đôi Nabo Hồng Kông, một trong những con vân gỗ đẹp mini mọi người nha. Em quay cho mọi người xem cái độ vân gỗ của nó. Đẹp xuất sắc. Một trong những con loa rất đáng để sưu tầm trong cái phân khúc giá rất là bình dân. Chiếc Nabo này được Huấn Audio bán ra với giá hiện tại nhé mọi người nhé, là 3,2 triệu một đôi tại nhà, và được bao ship toàn quốc với giá là 3,3 triệu với đôi bô này. Anh em yên tâm là hàng cực đẹp luôn, đẹp long lanh. Em sẽ bật tí nhạc anh em nghe thử chất âm của cái bộ Nabo này. Mình đã thoát điện tận bằng TV thông minh. Đây là đôi Nabo em test cho khách ở dưới thả Thái Bình, và chân thành cảm ơn anh đã tin yêu cửa hàng. Và anh em cô bác có nhu cầu mua cái sản phẩm bô Hồng Kông này, xin gọi trực tiếp cho em theo số tại 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio.